sơn dương. Bỏ này nhá. Làm cái gì vậy trời? Ngồi xuống đây ơi, nó nghe được, ngồi xuống đây. Mấy đây nghe được bài này đúng thích nghe luôn á. Tôi hát cho bây giờ tôi hát bài nghe thử nha. Hát hay nha, hát chỗ tôi chơi ráng chịu quá. Hát mà phải hay rồi để tôi hát cho bài nghe nha. Lấy cầm súng mà được. Anh chưa chưa đây. Hả? Hát cũng hay hơn mà đó Quyên. Khàn tiếng hát không có hay đâu, đợi xíu đi. Đi lấy cục kẹo ăn vô cái, cục kẹo này hay lắm, ăn vô là hát bao mà hay luôn. Đỡ khàn tiếng luôn nha. Nè, mới ăn xong, giờ là giọng thánh thót luôn. Ủa mà kẹo này kẹo gì mà ăn vô cái hết khàn tiếng liền vậy? Kẹo là kẹo Ricola, ăn vô là bớt khàn tiếng liền luôn. Còn bây giờ tôi hát cho bà nghe nha. Bảo ăn bên ha.